Cảm kích trước hình ảnh hai thanh niên hối hả, vừa chạy xe, vừa chạy bộ dẹp đường cho xe cấp cứu giờ tan tầm. Theo đó, trong lúc một chiếc xe cấp cứu đang chật vật, lách từng người trên đoạn đường đông đúc lúc tan tầm, bỗng nhiên, từ phía sau xuất hiện hai thanh niên, từ đầu phóng vọt lên trước đầu xe. Một người đã thể hiện khả năng lái lụa của mình để mở đường cho xe cấp cứu, trong khi thanh niên ngồi sau lại tinh ý để mắt đến những khúc đường đang kẹt cứng và nhảy xuống xe chủ động xin đường, nhờ mọi người nhường đường cho xe cấp cứu. Hình ảnh hai tấm thân bé nhỏ lăn xăng trên đường phố, mở đường cho xe cấp cứu đầy nhiệt tình, đã nhận được hàng nghìn lời cảm ơn, cũng như những lời khen ngợi vì hành động nhỏ của hai thanh niên đã giúp cuộc sống này có thêm nhiều điều ý nghĩa. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: chiều hôm qua, mình tình cờ gặp cảnh này, hai bạn dễ thương lắm, xin đường xe cũng lịch sự. Mình thích nhất cảnh anh kia nhảy xuống dẹp đường cho xe cấp cứu, hai ổng lăn xăng dễ sợ mà cưng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tình Ba Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.